Xin chào mọi người, xin chào các bác. Anh em nói không ạ? Hôm nay em sẽ nói về vấn nạn giáo dục của Việt Nam. Cái này rất là nhiều người nói rồi, nhưng mà có những bài viết rất hay, rất là ý nghĩa, rất là bổ ích, nói về vấn nạn giáo dục Việt Nam. Nhưng mà chỉ vì cái văn hóa lười đọc của người Việt Nam cho nên em phải phát trực tiếp. Cái vấn nạn giáo dục của Việt Nam là như này. Khi mà chúng ta có con em đi học ấy, học từ cái lớp mẫu giáo cho đến cái cấp 2, cấp 3, thậm chí là lên lên đại học, cao đẳng gì đó, thì cái đầu tiên là phải học về cái khi mà bản thân tôi ngày xưa tôi đã đi học cái tôi đi học cái mẫu giáo đấy, là thầy cô giáo đã dạy là phải yêu Bác Hồ này, bởi vì Bác Hồ là vị cha già dân tộc này, rồi là yêu ông bà cha mẹ này, có nghĩa là cái việc mà dạy cho trẻ em là yêu ông bà cha mẹ, yêu quê hương đất nước, yêu cành cây ngọn cỏ, những cái đấy nó quan trọng hơn là yêu Bác Hồ, bởi vì là Bác Hồ là một cái ông nào đó mà rất là vô hình, không có sờ nắn được. Trẻ em chúng tôi cái thời đó cũng biết là dạy là yêu Bác Hồ thôi, chẳng biết ông Bác Hồ là ông nào cả. Nói là có nhiều đứa nó về nó mới hỏi là tôi, bản thân tôi thì chưa có em bé, chỉ có ấy thôi, thì có những đứa nhóc con của những người bạn nó về nó hỏi mẹ là mẹ ơi, ông Bác Hồ là ai mà sao cô giáo dạy con phải yêu đấy, thì mẹ mới nói rằng là ồ vậy hả, thế con có biết vì sao con yêu ông Bác Hồ không? Thì cậu bé mới trả lời rằng là con đâu có biết ông Bác Hồ là ai, nhưng mà cô giáo bảo phải yêu, bảo thế này nhá, để mẹ nói cho con nghe này, ví dụ như là con yêu ai thì có lý do để con yêu ai không, ví dụ con yêu một ai đó thì có lý do không, ví dụ con yêu mẹ thì lý do con yêu mẹ là gì? Lý do con yêu mẹ là mẹ mua quần áo đẹp cho con đi học, mẹ mua bánh kẹo cho con ăn, mẹ chăm lo cho con, chăm sóc con, thì con yêu mẹ. Thế đúng rồi, thế ông Bác Hồ có cho con kẹo không? Có cho con đi học không? Có cho tiền con để con ăn quả bánh không? Không có đúng không? Ồ, nhưng mà tại sao ông Bác Hồ không cho con những thứ đấy mà cô giáo bắt con phải yêu nhỉ? Đấy, có nghĩa là những cái em ấy, nó có một cái tư duy ấy thì nó sẽ trả lời những cái câu hỏi, nó sẽ đặt những cái câu hỏi như vậy. Đấy, cái việc là nhồi nhét trẻ em từ khi nhỏ đến khi lớn mà một cái nhân vật ông Bác Hồ không có biết là ai cả. Đấy, thế sau này thì vào đoàn, vào đội, rồi là vào các kiểu thì lúc nào cũng phải dạy là yêu ông Bác Hồ và làm theo tấm gương đạo đức của ông ấy. Nhưng mà thực ra là ông ấy vô hình lắm, đối với trẻ em thì ông ấy vô hình lắm. Thế còn cái vấn nạn của giáo dục Việt Nam có nghĩa là dạy cho các em một cách rất là thụ động, có nghĩa là cái hệ thống sách giáo khoa của Việt Nam nó đã lỗi thời và nó đã lạc hậu một cách vô cùng rồi, thì nhưng mà các bác đấy vẫn mang ra dùng. Các bác vẫn phải mang ra dùng từ năm nọ, từ thập kỷ nọ đến thập kỷ kia mà không có một cái sự sự cải tiến nào. Thế nhưng mà cách đây 2 năm thì Bộ trưởng Bộ Giáo dục đã trình lên Quốc hội và trình lên Chính phủ về cái ngân sách để mà cải tiến giáo dục. Thì nghe nói là cái gói cải tiến giáo dục đó nó trị giá 34.000 tỷ đồng. Đấy, cho nên là tất cả khi mà đưa ra trình Quốc hội, tất cả tá hỏa âm binh, một quái lạ. Tại sao lại cải cách giáo dục gì mà sao cần một cái khoản ngân sách nó kinh khủng như thế này? Nếu mà cải cách một cả một hệ thống ấy thì ok, thế nhưng mà là cải cách sách giáo khoa đấy, cải cách cái bộ sách giáo khoa từ tiểu học đến bậc trung học phổ thông mà nó hết 34.000 tỷ, thì bắt đầu là khi mà chất vấn, đại biểu quốc hội chất vấn và đưa ra công luận thì dư luận phản ứng quá trời luôn, bởi vì chỉ có cải tiến một bộ sách giáo khoa mà tiêu tốn ngân sách nhà nước những 34.000 tỷ, cái điều đấy là điều mà hoang tưởng, mà hết sức là không chấp nhận được. Cho nên là ý kiến của những cái người mà bộ và ngang bộ nói rằng vậy là do có nhầm lẫn về cái khâu đánh máy. Đấy, nên là
Vì sao mà giáo dục Việt Nam nó lại tụt hậu so với cả các nước trong khu vực, không cần nói về các nước tư bản nhá. Khi mà điển hình các bác như này nha. Chúng ta dạy cho trẻ em đó. Chúng ta cứ nhìn vào và ok, bây giờ tôi sẽ lấy dẫn chứng là khi mà cái cuộc khi mà Nhật á khi mà Hàn Quốc á, khi mà Hàn Quốc đã khi mà họ cải cách giáo dục ấy, khi mà ông tổng thống Park Chung Hee đấy, ông ấy cải cách về kinh tế, về giáo dục, về văn hóa, xã hội, tất từ cái thời ông làm tổng thống đấy, thì ông ấy bê nguyên cái bộ sách giáo khoa của Nhật Bản về để giảng dạy trong trường của Hàn Quốc. Bởi vì là mặc dù là chiến tranh chấm dứt, Nhật Bản là một cái kẻ thù truyền kiếp của Hàn Quốc, bởi vì là quân đội Nhật khi mà xâm chiếm Hàn Quốc với cả Trung Quốc thì rất là dã man, là có nghĩa là giết rồi là hiếp đủ các kiểu, những cái thứ rất là tàn nhẫn, tàn bạo đối với cả Hàn Quốc. Nhưng mà khi mà hòa bình đã có rồi thì bắt đầu là Thủ tướng Park Chung Hee đã bê nguyên cái thời kỳ mà cải cách đối với cả đất nước Hàn Quốc, thì họ bê nguyên cái bộ sách giáo khoa, mượn nguyên cái bộ sách giáo khoa của Nhật Bản, bởi vì họ nghĩ là đấy là nó tiến bộ, có những thứ rất là hay cần phải học hỏi. Cho nên là họ không bao giờ họ mất công, mất sức, mất tiền tài vật chất để mà họ tạo ra một bộ sách giáo khoa cho riêng họ. Cho nên họ bê nguyên của Nhật Bản vào để giảng dạy trong các trường trung học, tiểu học và trung học cơ sở tại Hàn Quốc. Đấy, chính vì là cái đầu của những con người mà lãnh đạo như vậy ấy, họ thức thời, họ biết rằng là ok, Nhật Bản là một kẻ thù truyền kiếp. Thế nhưng mà cái chuyện chiến tranh là cái chuyện chiến tranh, mà cái chuyện mà làm thế nào mà áp dụng được cái sự giáo dục tiến bộ của Nhật Bản đấy là một cái điều quan trọng. Và với cái tư duy tiến bộ và với cái tư duy mà mở như vậy thì ông Park Chung Hee đã làm nên một cuộc cách mạng rất là thành công tại đất nước Hàn Quốc. Ông ta rất là độc tài, ok, ông ta rất là độc tài. Thế nhưng mà ông ta từng tuyên bố là tôi sẽ xử bắn bất cứ một kẻ nào dám lấy một đồng của công. Ông ấy đương nhiên ông ấy rất độc tài, nhưng cái độc tài của ông ấy là phục vụ cho lợi ích của quốc gia, phục vụ cho lợi ích của dân tộc ông đấy. Thế cho nên là thay vì Việt Nam mình ngồi nặn óc ra để cải tiến, để làm ra một bộ sách giáo khoa mang cái tính bước ngoặt đột phá đấy, thì ông Park Chung Hee ông làm khác, ông ấy bê nguyên của Nhật vào, ông ấy làm. Đấy, cho nên là các bác biết vì sao mà bây giờ đất nước Hàn Quốc đã tạo ra những con người bởi vì cái nền giáo dục tiến bộ như vậy ấy, cho nên họ tạo ra một những cái thế hệ tương lai, những thế hệ sau này, những thế hệ trẻ của đất nước Hàn Quốc sống vô cùng tự trọng, có trách nhiệm, bởi vì là cái dân tộc tính của Hàn Quốc nó đã là tự trọng và có trách nhiệm rồi. Cho nên là khi mà bạn chứng kiến được cái cảnh kẹt xe ở trong một cái đường hầm, trong một đường hầm ở Hàn Quốc, thì khi mà có một cái va chạm tai nạn giao thông thì không ai bảo ai, tất cả những người lái xe họ đã dẹp đường trong vòng chỉ có 5 phút. Họ, tại vì đường hầm nó rất hẹp, thế nhưng mà họ thấy có tai nạn xảy ra một phát là không ai bảo ai hết, không có ai điều khiển ai hết. Họ dẹp hết vào hai bên lề để rộng đường cho cái xe cứu thương đi vào để giải quyết và xử lý cái tai nạn giao thông đó. Đấy, cho nên là các bạn phải nghĩ rằng họ đã nhận được một cái sự giáo dục như thế nào, có một cái nền tảng giáo dục như thế nào thì họ mới cư xử như vậy. Nếu như các bạn dẫn chứng về Việt Nam, nếu như có một cái chẳng hạn như là hầm Thủ Thiêm chẳng hạn, có một cái tai nạn thì đảm bảo nó kẹt xe trong vòng 4 đến 5 tiếng đồng hồ, và xe cứu thương không thể tiếp cận được người bị thương. Bởi vì sao? Ý thức của người Việt Nam, ý thức bởi vì là sao? Cái ý thức của người Việt Nam khi mà họ tất cả những cái đấy chúng ta không thể nào đổ tại dân được, chúng ta phải đổ tại cái nền giáo dục nó quá lạc hậu, nó quá tụt lùi so với thế giới. Đấy, thì từ cái nền tảng giáo dục nó không ra cái gì đấy, nó tạo nên những cái con người, hình thành những nhân cách của những cái con người. Họ sống, họ ích kỷ, họ chỉ nghĩ bản thân mình. Trong cái trường hợp tắc đường, kẹt xe gì đó, ai cũng muốn len lên, ai cũng muốn len lên để về trước, mà cũng không cần biết là người kia họ sẽ cũng phải muốn len lên để về trước. Thế tại sao chúng ta không nhường nhau một tí? Đó, thì cái nền tảng giáo dục nó tạo cho con người ta những cái cách cư xử đối với cả đồng loại của mình, đối với cả cỏ cây thiên nhiên, đối với động vật, đối với rất là nhiều thứ. Đấy, các bạn nhìn vào đất Hàn Quốc, tại sao họ có một cái xuất phát điểm và họ có một cái nền tảng chính trị giống như Việt Nam. Năm 1950 khi mà
Hoa Kỳ có cái cuộc chiến tranh liên triều là Nam và Bắc Triều Tiên trong vòng 3 năm thôi. Bây giờ hai đất nước đó là chia đôi. Họ chưa thống nhất được Triều Tiên. Đó, thì Nam Triều Tiên là Hàn Quốc bây giờ theo cái chế độ tư bản dân chủ. Đấy, và đồng minh rất là thân cận của Mỹ, còn Bắc Triều Tiên thì theo chế độ xã hội chủ nghĩa và đồng minh. Bây giờ hiện tại Bắc Triều Tiên không có ai đồng minh hết. Đấy, họ theo cái phe chủ nghĩa xã hội, không có ai đồng minh cả. Thế thì không có ai là đồng minh, thì ngày xưa là Trung Quốc là đồng minh đấy, thế nhưng mà bây giờ ông cái ngài Kim Jong Un đấy, còn ngài đấy cũng rất là không có thích Trung Quốc tí nào cả. Đấy, sống bây giờ cô lập, có nghĩa là xã hội chủ nghĩa, cái nền gọi là gia đình trị từ cái thời mà ông Kim Jong Un rồi đến đến bố của ông Kim Nhật Thành, ông Kim Chính Nhật. Ông Kim Chính Nhật là ông nội, ông Kim Nhật Thành là ông Kim Nhật Thành là ông nội, ông Kim Chính Nhật là bố, và Kim Jong Un hiện tại là con. Ba đời nhà Kim Jong Un đã lãnh đạo đất nước Triều Tiên. Các bạn bây giờ nhìn vào một đất nước Triều Tiên, các bạn không thể tưởng tượng được hiện nay người phụ nữ Triều Tiên còn không được xài băng vệ sinh, phải xài cái xô ấy, cái xô, và phải dùng đi dùng lại rất là nhiều lần đấy. Và cái xô đấy đương nhiên là cái vấn đề khử trùng vệ sinh nó không được đảm bảo, đúng không? Thì đương nhiên là sẽ mắc những cái bệnh liên quan đến cái vấn đề đấy, liên quan đến phụ khoa, rồi sẽ làm sao mà có sức khỏe tốt để mà sinh ra những em bé tốt được đấy. Thế còn hiện tại thì vẫn còn cái chế độ mà là nhà nước cung cấp quần áo rồi là lương thực. Khi mà cái đất nước Triều Tiên đấy, họ bỏ ra những 48% ngân sách để cho quốc phòng, để cho phát triển tên lửa, vũ khí hạt nhân. Đấy, đất nước Triều Tiên là như vậy đấy, động tí là đấy là một gọi là chí phèo, và với cả là rất là cùn. Khi mà thiếu đói một phát là bắt đầu mang vũ khí hạt nhân ra, bom nguyên tử ra, dọa dẫm thế giới đấy. Thế là lại viện trợ cho ít lương thực. Đấy là một kẻ kẻ tại vì sao mà một đất nước nhỏ bé, họ không họ đã bị cô lập hoàn toàn. Hiện tại là người dân không có được sử dụng điện thoại cầm tay, điện thoại bàn cũng không được sử dụng đấy. Có nghĩa là bạn các bạn lên cái trang, lên cái timeline của tôi, các bạn tìm cái bài viết nói về cái những cái điều mà không thể tưởng tượng được của đất nước Triều Tiên. Họ bị cô lập thông tin với cả thế giới, và họ tôn sùng lãnh tụ Kim Jong Un như là một vị thánh mang lại cho họ ấm no hạnh phúc. Nhưng mà các bạn biết rằng là 40% trẻ em ở Triều Tiên bị suy dinh dưỡng, vì họ có cái gì mà ăn đâu. Thậm chí những trẻ em Triều Tiên phải đi tìm những con chuột, những con dế ở trong rừng, trong rú để ăn. Các bạn biết là như thế nào rồi đấy. Thì chúng ta có một cái xuất phát điểm y chang là đất nước Hàn Quốc. Bây giờ họ đã chia làm hai quốc gia, có nghĩa là bây giờ là Bắc Triều Tiên và Nam Triều Tiên. Thì các bạn thấy rằng là cái sự phát triển kinh tế và những cái đời sống của cái người dân hai nước đó, thì các bạn nghĩ sao? Đấy, đất nước Triều Tiên là một đất nước khép kín, chúng ta không hề biết một cái gì ở trong đấy cả. Gọi cái ông gọi Kim Jong Un là một vị thánh nhân gì đó đó. Đấy, thế còn các bạn nhìn sang đất nước Nam Hàn, gọi là Hàn Quốc đấy. Tại sao năm 1960, những cái thập kỷ 60 của thế kỷ 20, khi họ nhìn vào đất nước, khi họ nhìn vào miền Nam Việt Nam, họ mơ ước, họ nhỏ dãi ra, họ mong rằng ồ vậy là ước gì mà bây giờ mà mình được bằng như vậy. Hoặc là thậm chí bản thân ông huyền thoại của đất nước Singapore chính là ông Lý Quang Diệu, ông ấy nhìn vào Sài Gòn những cái năm 60, ông bảo ước gì mà Singapore được một phần như thế. Thế nhưng mà các bạn biết vì sao mà sau khi mà chúng ta đánh đổi, chúng ta hy sinh cả 2 triệu người con ưu tú của đất nước để chúng ta đánh đổi, đánh cho Mỹ cút và ngụy nhào, thì sau 40 năm cái nền kinh tế của chúng ta ở đâu? Người dân chúng ta đang sống ở cái mức sống như thế nào? Đấy. Thế khi mà tôi đặt một câu hỏi rất là hiển nhiên về cái đất nước Việt Nam, thì tôi những cái người bạn nước ngoài của tôi đặt câu hỏi này với 2 người Mỹ, một người Anh, một người Úc và một người Canada. Những người bạn của tôi nói rằng là các bạn có thể là dùng một từ duy nhất để mô tả về đất nước Việt Nam của tôi được không? Thì những cái câu hỏi, những câu trả lời nó đưa ra là đất nước thuộc thế giới thứ ba đấy, đất nước của chiến tranh, đất nước của đói nghèo đấy, đất nước của ODA đấy, đất nước của gái đẹp đấy. Cho nên là tất cả những cái câu hỏi đó nó đều liên quan đến những cái vấn nạn của Việt Nam hiện tại. Ví dụ như là nói là đất nước của chiến tranh, thế tại sao? Thì đương nhiên là chiến tranh thì nó sẽ làm cho nền kinh tế nó sẽ kiệt quệ,
không thể gượng dậy được, bởi vì lo đối phó với cả lo chiến tranh thôi, đâu có ai lo tập trung phát triển kinh tế. Thì cái câu hỏi thứ hai, câu trả lời thứ hai, các bạn nói rằng là đất nước ở thế giới thứ ba. Thực ra là cái khái niệm về đất nước ở thế giới thứ ba đấy, nó là một cái khái niệm mà nó cũng không phải là chỉ các nước ở châu Phi với cả các nước chậm phát triển đấy. Đấy, thì tiếp theo câu hỏi là vay là một đất nước ODA. Thực ra nói ODA cho nó oai, thế nhưng mà ODA là chính là vay nợ quốc tế. Đấy, Việt Nam, cái tỷ lệ nợ công của Việt Nam khi mà bạn thò mặt ra, bạn ra khỏi, bạn vừa mới oe oe ra khỏi cái bụng mẹ là bạn đã phải mang trong cho mình 29 triệu tiền nợ công rồi. Thế một người già mà không có khả năng lao động đã cũng phải gánh trên mình khoảng 29 triệu tiền nợ công rồi. Đấy. Thế Việt Nam mình rất là giỏi đi vay, mồm mép lắm, mồm mép rất là giỏi, khéo mồm khéo mép, cho nên là đi vay nợ rất là siêu. Đấy, cho nên là cứ mỗi lần mà đến kỳ đáo hạn của các cái quỹ tiền tệ quốc tế mà cho Việt Nam vay đấy, bao gồm là Ngân hàng Thế giới WB này, rồi quỹ tiền tệ quốc tế IMF này, rồi là cái vốn vay ODA của Nhật Bản này. Đấy, cho nên là nợ như chúa chổm luôn đấy. Thì các bạn biết là chúa chổm là như nào? Người ta đã nói rằng là sao nhỉ? Có một cái câu tục ngữ rất là đúng cho cái trường hợp của Việt Nam. Miệng ăn thì núi lở. Đấy, miệng ăn thì núi lở. Các bác không lo tập trung phát triển kinh tế để mà cải tiến cái hướng phát triển kinh tế như nào cho nó mang lại nhiều của cải vật chất cho xã hội, mang lại nhiều ngoại tệ cho đất nước. Đây các bác cứ lo chỉnh đốn đảng, rồi là lo phê và tự phê, rồi là lo làm thế nào để mà diệt tham nhũng, để cho mà hàng ngũ của đảng trong sạch vững mạnh, cái chết toi lòi ruột gì đó em lạy luôn đấy. Kệ con mẹ nó chứ, bây giờ cái kinh tế nó quyết định cả chính trị. Bây giờ đất nước nghèo nàn lạc hậu, bây giờ động tí là đi vay, ngửa tiền đi vay. Thì ông nào lên cũng thế. Ông nào lên cũng đi, bắt đầu đi ra nước ngoài là bắt đầu ngửa tay xin tiền người ta, vay tiền người ta. Tại sao các ông mặt mũi các ông không hiểu, các ông để đi đâu mà đi vay tiền, đi xin tiền của người khác, nó là một cái điều đấy, là một cái điều đấy là mất lòng tự trọng rồi. Chúng mày đéo chịu lo là kiếm tiền, thì chúng mày động tí bắt đầu ngò nghèo đói, chúng mày lại đi ra nước ngoài chúng mày xin tiền, mặt trai dã man luôn. Nếu không xin được thì vay, mẹ vay thì gù nhầy chẳng trả, nếu mà có trả thì lại không có khả năng chi trả, bắt đầu là đè dân ra để mà trả nợ dùm cho tổ sư. Những cái tập đoàn mà kinh tế tư nhân họ sẽ có cái hướng phát triển để mà họ có cái tư duy mới mở để mà họ phát triển kinh tế, để mà họ ăn ra làm nên, mang lại cái lợi nhuận, mang lại cái nguồn ngoại tệ cho quốc gia. Thế nhưng mà các bố, những ngành, nhất là những cái ngành mà mũi nhọn, những cái ngành mà mang lại nhiều cái lợi ích ấy, thì các bố tư hữu hóa, các bác quốc hữu hóa hết rồi, là doanh nghiệp quốc doanh đấy. Cho nên là doanh nghiệp quốc doanh thì các bạn biết rằng là cha chung không ai khóc đấy, thế là lắm thầy thối ma, lắm cha cũng khó lấy chồng, đơn giản nó có gì đâu. Thế là những ngành mũi nhọn như là dầu khí này, rồi là điện này, than này, khoáng sản này, nước này, tất cả đều là do tư nhân hết. Ngành điện cũng thế, xây hàng đống thủy điện đấy, rồi nhiệt điện nữa. Nhiệt điện với thủy điện là một trong những cái mà cái thủy điện nó là không, nếu chúng ta không kiểm soát được thì chúng ta sẽ gây nên một cái tình trạng mà khi mà mùa mưa đến, mùa lũ đến đấy, thì là xả lũ thì là chết dân, thế là giết hoa màu, giết trâu bò lợn gà của dân, thế rằng dân lại đói xong lại đi cứu trợ từ thiện đấy. Thế xong bắt đầu là vấn đề là nhiệt điện nữa, là một cái ngành mà thế giới nó đang tẩy chay rồi, thế giới nó đang loại bỏ rồi, thì mấy bố Việt Nam ôm vào nhiệt điện khắp năm, nhiệt điện khắp hang cùng ngõ hẻm luôn. Mà nhiệt điện là cái nhiệt điện này nó đốt cháy một cái lượng than đá rất là lớn, và cái lượng than đá nó thải ra khí carbonic thì là vô cùng tai hại luôn. Đấy là mới những cái hiểu biết hạn chế của tôi, là tôi chỉ dẫn chứng ra được là khi mà đốt than đá để làm nhiệt điện thì nó sản sinh ra một loại carbonic cực kỳ độc hại. Tiếp theo đó là những cái bụi than, cái bụi xỉ đấy, nó bay ra không khí này, người dân hít vào nhiễm về đường hô hấp, nhiễm bệnh về đường hô hấp đấy, về đường thở, về nó đủ thứ bệnh hết á. Thế trẻ em thì bị suy hô hấp này, thế là người già nữa, rồi là những cái thanh niên khỏe mạnh thì đương nhiên là cái sức đề kháng còn, thế nhưng mà hít cái đấy vào rồi ung thư, rồi là bệnh tật, rồi là ui giời ôi, nói chung là
Các bác biết là nhà máy điện Vĩnh Tân do 95% là do cái đầu tư của Trung Quốc, mà công nghệ thì vô cùng lạc hậu, mà lại cái công nghệ nó có từ những cái năm 70 của thế kỷ 20 nó mang vào nó làm. Vừa rồi lại nổ thế là chẳng biết là bao nhiêu người chết, chẳng biết là bừng bít thông tin thì không biết là bao nhiêu người chết, bao nhiêu người bị thương. Thế nhưng mà cái năm 2015 thế là cái người dân ở cái khu vực Vĩnh Tân đấy, cái khu vực đó đấy, họ ra biểu tình ở ngoài đường quốc lộ 1A đấy, họ bảo là không thể nào chấp nhận được, bởi vì là cái bụi than này nó bay rồi nó nhiễm vào không khí, chúng tôi không thể nào chịu được. Thế nhưng mà các bác đâu có bao giờ nghĩ lợi ích của dân. Nói chung là các bác cũng vì cái lợi ích nhóm, vì cái lợi ích ấy thôi, các bác kệ mẹ nó, cho dân ra đàn áp, đánh đập dân, thế là bảo là dân là phản động, nghe chúng nó xúi dục nọ kia. Đấy. Các bác cứ làm như chúng tôi toàn là cái loại đầu đất, cái loại ngu ấy, đằng nào xúi dục được chúng tôi. Nó ảnh hưởng đến quyền lợi, nó ảnh hưởng đến mạng sống sức khỏe của chúng tôi, thì chúng tôi bày tỏ ý kiến. Bày tỏ ý kiến thì các ông lại quay ra bảo là nghe ngoại bang xúi dục, ai xúi dục trời. Các ông không hiểu, các ông cố tình ngu hay các ông cố tình không hiểu. Đấy. Thì người dân mà phải được khỏe mạnh thì người ta mới làm việc được, mới làm việc được thì nó mới lại tạo ra của cải vật chất. Đấy. Thế bây giờ ốm đau quặt kẹo lại là gánh nặng cho gia đình, gánh nặng cho xã hội, gánh nặng cho địa phương. Thế thì bắt đầu là nếu mà không có bị ốm đau bệnh tật thì ngồi một chỗ, thế còn không ngồi một chỗ được thì bắt đầu là không có cái việc gì thì đi cướp, giết, hiếp. Đấy, thì tệ nạn xã hội nó sinh ra từ đấy chứ sao. Người ta bảo là tề gia trị quốc bình thiên hạ, mà bản thân gia đình nó không được êm ấm rồi thì đương nhiên là bắt đầu là nó sẽ dây có rối loạn xã hội chứ gì đâu. Thì điều hành một quốc gia mà trong khi đấy mà các ông lại cứ chỉ nghĩ lợi ích của mình, còn dân thì kệ. Tôi nói thì đầu các ông lại đấy, nên là ở Việt Nam toàn là những cái việc mà nó rất là buồn cười, nó rất là trái khoáy. Đấy. Thế còn thế bắt đầu nói đến đâu nhỉ? Thế còn dạy ở trường ấy này, dạy học ở cái nền giáo dục này, bắt đầu là các ông nhất là cái nghe một cái câu mà cải tiến sách giáo khoa mà mất 34.000 tỷ, bắt đầu tôi cười vỡ bụng luôn đấy. Tôi cũng chẳng biết là quy mô hệ thống nó thế nào, nó cần phải những cái gì mà 34.000 tỷ, sao bắt đầu công luận lên án quá trời, bắt đầu quay ra mà do lỗi thằng đánh máy. Thế cái thằng đánh máy ở đất nước Việt Nam nó khổ lắm luôn đấy, chả biết lương nó được bao nhiêu một tháng, nhưng mà cứ có cái gì mà tội to, có nghĩa là ăn vạ cũng đổ, có nghĩa là ăn vụng đổ vạ cho ma đấy, cái gì cũng tội thằng đánh máy rồi khổ thế chứ lại. Thế xong rồi hạ xuống mà cuối cùng thế nào đó, có những cái quyển sách cái thời ngày trước, cái thời tôi đi học ấy thì là nó dạy rất là hay. Thế nhưng mà bây giờ dạo gần đây những quyển sách giáo khoa cho trẻ em, ôi dồi ôi, nó buồn cười vô cùng tận luôn. Sách nhưng với cả những cái cuốn sách mà cho những trẻ em, như cho vị thành niên, nên những đứa 13, 14 tuổi, những cái sách gì nhỉ, hoặc là cho những cái trẻ em mà tầm 8, 9 tuổi. Con không đợi tôi đọc một cuốn sách nói rằng là sao ta, nói rằng là dạ bây giờ để em tập trung nói đã, nước mắm nước miếc tính sau, các bác tí inbox em sau nhá. Rồi có một cuốn sách nó do nhà xuất bản văn hóa ấn hành cho sách cho trẻ em, có ghi một đoạn như này: mụ ta mang cơm ra đồng cho chồng, thấy chồng nháy mắt thì thầm gì vào tai mụ, mụ lập tức bẽn lẽn đi theo chồng, hai bầu vú của mụ thì lủng lả lủng liểng như quả mướp. Ôi rồi mà nó chưa tôi dậy. Ôi rồi sao sách cho thiếu nhi mà thế sao lại dâm tà dâm dục thế chứ lại. Cái vấn đề đấy, nếu mà sách đấy mà cho trẻ vị thành niên, những cái đứa mà 16-17 tuổi nó đang dậy thì đấy, nó đang hình thành thành người lớn đấy, ok được. Thế nhưng mà sách cho cô đứa 8-9 tuổi thôi, bảo là miêu tả cái con mụ trong cái nhân vật đấy là hai bầu vú thì lủng lả lủng liểng như hai quả mướp già. Ôi rồi ôi đau lòng thế chứ lại. Có những quyển sách dạy về cái kỹ năng sống cho các em ấy, dạy về kỹ năng sống như này. Sao ta, bạn An rất là giỏi bởi vì bạn An đã tập đi trên miệng chai, các bạn phải hoan hô bạn An và chúng ta động viên bạn An vì bạn An rất giỏi đi lên miệng chai. Ôi rồi ôi vãi cả cứt ra,
tổ sư sách xiệc gì thế chứ lại mà chúng nó biên tập kiểu gì mà cũng nhà xuất bản kiểu gì mà không xem lại mà ông cho xuất bản xong cho trẻ con học. Đấy, tiếp theo là có một cái bà có quyển sách nói rằng là ô bạn An tập ăn cứt gà, nếm cứt gà chứ, nếm phân gà. À, mọi người sẽ phải thấy rất là ghê nhưng mà bạn An rất là dũng cảm vì nếm được phân gà. Các bạn phải theo bạn An để nếm phân gà để thể hiện sự dũng cảm. Chó đéo mẹ mấy cái thằng tào lao. Ôi giời ơi, em thề với các bác luôn là em đau đầu luôn vì cái vấn nạn giáo dục. Giáo dục ấy, ở trong khi các bạn nhìn chỉ cần khu vực châu Á thôi, chúng ta chẳng cần đòi hỏi cao siêu đến cái nền giáo dục của các nước châu Âu hay là đây là các nước tư bản nữa cả. Họ có một cái sự phát triển trước ta rất là nhiều rồi. Đấy, giáo dục như này, giáo dục trẻ em như này. Gì ta? Rất nhất là đất nước Nhật Bản. Khi các bạn nhìn vào cái đất nước Nhật Bản, các bạn mới thấy rằng là vì sao mà nói chung mà như này, dân tộc Việt Nam ấy là không phải là dân, chúng ta không phải là dân tộc ngu đần đâu. Chúng ta rất thông minh, chúng ta rất sáng tạo, chúng ta rất giỏi. Đấy, những người Việt Nam cực kỳ giỏi. Khi mà họ đi ra nước ngoài ấy, họ được sống ở trong một cái nền giáo dục tốt, tiên tiến ấy, thì họ được phát huy được tất cả những cái khả năng sáng tạo của họ. Đấy, có rất nhiều những người Việt Nam mà ở nước ngoài mà họ làm những cái vị trí ở trong cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ NASA này, rồi là làm về bên quân sự này, về chính trị này, rồi về kể cả về những chuyên gia về kinh tế này. Đấy, rất là giỏi. Việt Nam mình, dân tộc Việt Nam mình nhá. Theo đánh giá của một cái, tôi có đọc một cái nghiên cứu của một cái vị giáo sư ở Anh, họ có nói rằng là dân tộc Việt Nam ấy, cái dân An Nam của mình ấy, có trí thông minh rất là cao. Có thể nói rằng là sánh vai, sánh được với cả cái sự sáng tạo và thông minh của người Nhật Bản. Chứ không còn cái loại tép diêu như là Trung Quốc, rồi là Mã, rồi là Thái, rồi sinh diệt, không là cái gì cả. Đấy, có một cái ông ấy có nghiên cứu rõ ràng, có cơ sở khoa học và cái đề án nghiên cứu của ông ấy rất là lâu, mất thời gian để ông ấy đưa ra cái nhận xét như vậy. Thế chứ không phải là dân Việt Nam ngu đâu. Thế nhưng mà tại sao Việt Nam mình so với cả cái dân số và so với cả cái bằng sáng chế hoặc là những cái phát minh, chúng ta chẳng có cái gì cả. Đấy, giáo sư, tiến sĩ, hàng mớ vậy, hàng đống vậy, 24.000 giáo sư, tiến sĩ ở Việt Nam. Nhưng mà chưa có một cái bằng sáng chế nào được quốc tế công nhận cả. Chưa có bằng phát minh sáng chế nào cả. Đấy, thì toàn là tiến sĩ giấy à? Đúng không? Bó tay luôn. Giỏi vậy đấy, thế nhưng mà lại bị một cái nền giáo dục ngu dân nhồi nhét, xong rồi định hướng, làm đéo sao mà phát triển được. Đấy, khi mà nó muốn thể hiện được cái như là cái bạn như là em thần đồng tiếng Anh, thần đồng về học giỏi như là bạn Đỗ Nhật Nam ấy. Bạn ấy rất giỏi. Bạn ấy nói tiếng Anh vậy, nói là phải là cực kỳ lưu loát mà người bản xứ còn phải nghiêng mình để mà thán phục với cái khả năng nói của tiếng Anh của bạn ấy. Nhưng cái việc đấy là nó rất là đơn giản, cái bạn ấy nói được, bạn ấy giỏi thì bạn ấy được quyền mà thể hiện bản thân mình. Thế mà bây giờ ôi khổ lắm cơ, những cái thần đồng ở Việt Nam thì nói là nói chung là bị vùi dập, bị gọi là bị ganh tị. Đấy, đất nước Việt Nam là nó không bắt đầu dung dưỡng cho những cái tốt đâu, những cái tốt để lùi vào bóng tối. Đấy, những cái xấu thì được mà dương dương tự đắc, được nghênh ngang như phường chó ngựa, còn những cái tốt thì phải lùi vào bóng tối. Nên là cái đất nước này không biết nó đi về đâu nếu như tiếp tục nhận được một cái sự giáo dục như thế này. Nên là các bác ấy, mỗi lần mà có con em đi học là đã đau đầu lắm vô cùng luôn. Học thì chẳng chịu đào tạo cho con em người ta cái kỹ năng sống là phải dạy cái gì nhỉ? Phải dạy biết bơi. Đấy, dạy biết hô hấp nhân tạo, dạy biết cứu thương, sơ cứu. Đấy, dạy những kỹ năng sống, kỹ năng sinh tồn. Ví dụ như cho trẻ em đi ra thực hành nhiều vào. Toàn là lên lớp nhồi nhét không. Mẹ nó mới cứ hơn lớp 2, lớp 3, xương nó đang phát triển, nó đeo cái ba lô phải nói nặng gấp, phải nói nặng đến khoảng nửa cái trọng lượng cơ thể của nó. Đeo lệch hết cả người đi, lệch hết cả vai đi này này. Đấy, không lệch vai thì bị biến dạng về cột sống. Đấy, cho nên là vì sao mà trẻ em Việt Nam cái thể chất nó không phát triển được?
thể chất mà không phát triển được thì đương nhiên trí tuệ cũng không phát triển. Nó đau đớn, nó ốm yếu, nó quặt kẹo như thế thì vào sao mà cái thể, mà cái trí tuệ nó phát triển được. Thế cho nên là các bác thấy trẻ em đi học, trời ơi, giáo trình nó nặng nề vô cùng luôn. Đi học ở trên lớp là lồi con mắt ra rồi, về nhà học thêm học nếm các kiểu con đà điểu nữa. Cũng phải nói cái vấn nạn về phụ huynh. Phụ huynh thì bắt đầu chỉ muốn con phải giỏi, phải thứ nhất, thứ nhì lớp cơ. Thế là thằng bé nó đang tuổi ăn tuổi lớn, nó đang 5, 7 tuổi, 9, 10 tuổi, bắt đầu cho nó đi học chạy đua. Học 7 ngày một tuần ở trường, xong bắt đầu về học thêm, học nếm, học tiếng Anh, học đàn, rồi học võ, học guitar, rồi học năng khiếu, học vẽ, học tùm lum học ấy. Rất học nhiều ấy. Các bác nên nhớ là cái trí não, cái trí tuệ của trẻ em ấy, cái tầm đấy ấy, nó chỉ tiếp nhận được một cái lượng thông tin giới hạn, cái mức cho phép thôi. Em gì có chuyện bây giờ, các vị phụ huynh cũng thế, khổ lắm cơ. Thế bây giờ mà cho con em đi học, bắt đầu thấy người ta hơn mình một tí là bắt đầu không chịu được. Thế là về bắt con nhồi nhét, nhiều khi những cái đứa trẻ nó phải phát khóc lên vì đi học ấy. Thế tại sao chúng ta cần cái đấy? Chúng ta cần thực chất. Chúng ta dạy cho con em chúng ta biết là phải làm thế nào để là một người có tự trọng, có trách nhiệm. Đấy, làm thế nào để dạy cho các em là phải giữ gìn vệ sinh môi trường. Đấy, phải thấy bạn mà bị bắt nạt là phải mình phải lên tiếng để bênh vực bạn. Đấy. Những cái xấu xa là đều phải được lên án, và những cái tốt đẹp cần phải nhân rộng ra. Đấy. Cho nên là toàn là dạy, kể cả mấy vụ phụ huynh thế, bắt con nhồi nhét cho nó học. Rồi là ở trường ấy, cái giáo trình nó quá nặng luôn, trẻ con nó phải vừa học vừa chơi nó mới tiếp thu được. Đây trẻ con học thì học lôi con ngươi ra. Không hiểu nổi luôn đấy. Thế là dạy toàn cái thứ tào lao ở đâu ấy, về bố mẹ phải dạy lại cho con. Nếu mà bố mẹ mà có thời gian, có tiền bạc ấy thì dạy lại cho con, mà không thì bó tay luôn, kệ mẹ mày, mày học thế nào thì học. Thế là cuối cùng nhiều đứa đấy, vì gia đình, xã hội kỳ vọng quá nhiều, đi thi đại học trượt và tự tử. Bởi vì là không đạt được cái sự kỳ vọng của bố mẹ, của gia đình, của xã hội, đặt con quá cao. Đấy. Thế cho nên là tại sao cái đất nước Nhật Bản ấy họ lại không dạy con là phải là giỏi nhất lớp. Đấy, phải học thật giỏi, mà dạy con là phải có đạo đức, có trách nhiệm, có tự trọng. Đấy, người ta dạy con thì người ta những cái thứ đấy đấy. Đấy. Thế từ những cái sự mà tự trọng, có trách nhiệm. Đấy, dạy cái sự trung thực. Chứ người ta không dạy ba cái tào lao, dạy. Ôi trời ơi, phải đứng nhất lớp, nhì lớp, chạy đua thành tích các kiểu con đà điểu luôn. Bạn ấy hơn con đúng không? Tháng này bạn đứng nhất lớp, tháng sau con phải đứng nhất lớp. Đấy. Bắt đầu là quá kỳ vọng vào con, xong bắt đầu gây áp lực cho nó. Thế là nó đi học xong rồi bắt đầu là theo cái sở thích của nó. Ví dụ như là nó có năng khiếu về âm nhạc chẳng hạn. Đấy, thế bắt đầu là nó muốn thi vào trường âm nhạc. Thế xong bắt đầu là bố mẹ ôi giời sướng ca vô loài. Thế bắt đầu là định hướng nó sang kinh tế, đấy, định hướng nó sang luật. Thế cho nên là rất là trái khoáy. Không tôn trọng trẻ em, không tôn trọng cái khả năng tự quyết của nó. Bây giờ bản thân nó biết là nó có khả năng về âm nhạc thì cho nó học âm nhạc đi, để nó phát huy hết được cái khả năng của nó. Các vị phụ huynh thì bắt đầu cứ kỳ vọng, cứ nói là sướng ca vô loài, ba cái đồ nhạc nhẽo làm cái gì, bây giờ phải học kinh tế, phải học kỹ sư bác sĩ. Nhưng các vị phải thừa nhận rằng con các vị không có khả năng học kinh tế, học kỹ sư bác sĩ, các vị hiểu chưa? Đấy. Thế cho nên là vì sao mà cử nhân ra trường, 200.000 cử nhân ra trường thất nghiệp, đào tạo ồ ạt, không định hướng, không có quy trình rõ ràng, không có một cái sự lồng cái có một cái sự kết hợp giữa mà cái khâu mà nhận lao động hay là định hướng nghề nghiệp. Đấy, thấy trường nào hot, trường nào nổi là bắt đầu lao đầu vào. Rồi ôi bây giờ thừa thầy thiếu thợ. Cái con đường học đại học không phải là cái con đường duy nhất để mà chúng ta thành công. Tùy từ một khả năng của mỗi người. Đấy. Thế cho nên là tại sao là cứ năm nào cũng đi thi đại học xong bắt đầu là chạy. Ôi dồi ôi, cái năm nào nhờ, năm ngoái năm kia rồi ôi, thi đại học cả phụ huynh với cả học sinh chạy đua cứ như dọc trên sàn chứng khoán đấy. Hôm nay thấy điểm sàn như thế này, rút hồ sơ ra chạy sang chỗ khác thấy điểm sàn thế này, điểm trần như thế này, chạy ôi dồi ôi, chạy. Đúng như sàn giao dịch chứng khoán nó nhọc hết cả người luôn. Cho nên là cái trách nhiệm của những người mà làm giáo dục đấy là phải chọn lọc được những người đủ đức, đủ tài để mà làm. Chứ không phải các ông, các bà mang con chúng tôi ra làm những cái con chuột bạch để thí nghiệm cho các ông, các bà nhé. Các ông, các bà bắt đầu thử thí nghiệm cái gì?
cái chiếc toy gì, xong bắt đầu là chạy đua điểm sàn điểm xiếc đấy, làm như là chạy marathon ấy đấy. Cái trách nhiệm của các vị là phải làm cho chúng tôi ấy, con em chúng tôi được học hành, được nhận được một cái sự giáo dục tốt, chứ không phải là bây giờ cứ động tí ông cải cách, ồ hôm nay là tháng năm nay cải cách thế này, bây giờ áp dụng xem có được không, không được thì là sang năm bỏ lại, lại nghĩ ra cái khác. Cái gì vậy, chúng con em chúng tôi đâu phải chuột bạch đâu. Rồi ngay cái việc học đại học cũng thế, mẹ tổ sư vào đại học, mẹ mất mẹ năm rưỡi học đề cương, học và lý luận là tờ gì tư tưởng Hồ Chí Minh với cả cái gì ta, cái triết học Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, học đề cương, học chính trị. Nhưng mà có một cái điều hết sức vô lý là ở trong trường đại học dạy chính trị đấy. Dạy chính trị thế nhưng mà lại cấm mất cụ nó 1 năm rưỡi học đề cương, học tư tưởng Hồ Chí Minh với cả triết học Mác Lênin, nhưng mà dạy cả chính trị nữa. Thế nhưng mà không mà qua được, không mà mà đỗ được cái điểm chính trị là trượt luôn. Ê, thế nhưng mà học chính trị thì bắt học, nhưng mà khi mà sinh viên học sinh họ thể hiện cái chính kiến, cái chính trị của mình thì cấm. Bắt đầu là đưa công văn văn bản đến từng khoa, từng ngành, từng lớp, mà lớp nào mà có học sinh sinh viên mà thể đi, chẳng hạn như là Trung Quốc nó mang giàn khoan vào, nó trong cái vùng biển của Việt Nam, thì bắt đầu là sinh viên là những cái thế hệ tương lai đấy, những cái mầm mống tương lai của đất nước, họ là sau này là họ là chủ đất nước, họ là lãnh đạo đất nước đấy. Thế nhưng mà họ phải được biết là cái việc đấy là như thế nào. Thế bắt đầu là gửi công văn xuống, văn bản công văn xuống các ngành, các khoa, các ban, là bây giờ mà thầy cô nào mà để cho học sinh của cái mình mà đi biểu tình là bị đuổi học. Đấy, xe like những cái tin chính trị nhạy cảm là bị đuổi học. Là thế đéo nào nhỉ các bác ạ? Thực sự em đéo hiểu luôn đấy. Thế thì bỏ mẹ cái chính trị đi. 4 năm học đại học chỉ đào tạo chuyên môn thôi, để cho nó giỏi, để nó ra trường nó có thể làm được. Các bác biết là cái vấn nạn của Việt Nam như này, 200.000 cử nhân ra trường không có việc làm, bởi vì là những cái việc mà họ nhận được đều phải đào tạo lại từ đầu. Tại vì học chuyên môn có 2 năm thôi, còn 2 năm mắc mẹ học chính trị rồi ba cái quân sự rồi tư tưởng Hồ Chí Minh, triết học Mác Lênin với cả cái chiếc toy lòi ruột gì ấy, còn đéo thời gian đâu mà học chuyên môn nữa. Đào tạo chuyên môn nhưng mà đào tạo thì lại toàn là lý thuyết không, đéo cho nó thực hành đấy. Thế nó không có thực hành thì làm sao mà nó có khả năng để mà nó đảm nhận cái trọng trách, cái cương vị của nó khi mà nó nhận việc đấy. Thì sao, cho nên là vì sao mà cứ phải đi thực tập, thực tập cũng tào lao hết, về về, về. Báo cáo đề án tốt nghiệp rồi là báo cáo thực tập tào lao nhá. Không mà nó trải qua, nó trải nghiệm được ấy. Đấy, giáo dục Việt Nam là nó nặng về lý thuyết, nhẹ về thực hành. Thì các bác thấy là đấy, có ai mà không thực hành mà giỏi được không? Các bác học có 1.000 năm cái lý thuyết mà các bác không được thực hành thì bác cũng chẳng là cái gì cả. So với những cái đứa bây giờ nhá, tôi đơn cử những cái đứa mà nó không có khả năng đi học, nó ra đời sớm. Đấy, nó ra đời sớm để nó vật lộn với cả va chạm với cả xã hội, nó vật lộn để mà kiếm miếng cơm manh áo đấy, tạo dựng sự nghiệp cho nó, thì những cái đứa đấy nha, so với những cái đứa mà mới ra trường đại học ấy, đấy, cử nhân mới ra trường, mẹ ngơ ngơ như bò đội nón ấy, viết cái văn bản cho đúng chính tả, cho đúng với cả cái trình tự của cái văn bản cũng đéo viết được đấy. Ông có biết không, viết có đúng cũng không viết được, chấm câu chấm kiếc rồi lên dòng xuống dòng như thế nào rồi trình bày như nào cũng đéo viết, viết thậm chí viết cái đơn xin việc cũng không ra hồn. Thế thì học cái gì, thì các ông đào tạo cái gì trong trường cho chúng nó, hỏi các ông thế thôi, dạy cái gì, học cái gì trong trường đấy. Đấy là đang mới những cái nhỏ nhặt thôi nha. Thế rồi vị trí chuyên môn, ok anh học về kinh tế đối ngoại không, cho anh cái vị trí này, thế nhưng mà làm cũng đâu có làm được đấy, lại phát bắt buộc lại phải vào đấy, lại phải thực hành, phải là vào đấy lại phải phải đào tạo, doanh nghiệp nó phải đào tạo một thời gian rất lâu nó mới lại kiếm được một người như thế đấy. Cho nên là vì sao mà cái doanh nghiệp Việt Nam cũng không có khả năng cạnh tranh là vì thế, đâu có người giỏi. Những cái người mà đi học nước ngoài về đấy thì lại doanh nghiệp thì lại eo uột, tư nhân mà làm sao có khả năng để chi trả tiền lương cho những người đấy. Còn nếu mà
mấy ông quốc doanh thì mới lắm tiền, thì đi vào đấy thì lại bị vùi dập đấy, thì lại bị vào cái tư duy gọi là tư duy kinh nghiệm mới tư duy ma cũ bắt nạt ma mới. Mới cả mấy cái ông nhà nước thì lại bảo mày tinh vi hạnh huệ gì, tao làm đây bao nhiêu năm kinh nghiệm đầy mình, mày ngựa non hao đá. Thì bắt đầu vào đấy là những cái doanh nghiệp nhà nước ấy thì làm gì có đến lượt của những cái người mà bình thường đấy, không có nhất quan hệ mà nhì tiền tệ, mà ba hậu duệ, mà bốn là tiền cái gì, nhất quan hệ nhì hậu duệ, ba tiền tệ, bốn mới là trí tuệ cơ. Ba cái tiêu chí hàng ba cái tiêu chí kia thì mẹ mày con ông cháu cha nó lấy hết cụ rồi đấy. Thế còn một cái tiêu chí trí tuệ đấy, vào đấy mà lơ ngơ mà không có chân trong chân ngoài, ô dù hay là có người nâng đỡ thì nó giật cho một phát cút ngay, có chuyện đấy được. Cho nên người tài ở đây không được trọng dụng đấy. Những người mà vào đấy thì là phải làm thế nào nhỉ? Phải biết luôn cúi đấy, phải biết nịnh bợ đấy, luôn cúi, cái kỹ năng luôn cúi nịnh bợ nó mới là quan trọng đấy. Chứ còn mày giỏi à, không yêu cầu mày giỏi đấy, chỗ này không cần chỗ giỏi nhá. Đấy, giỏi bắt đầu thể hiện là chúng nó dập cho ấy, chúng nó bảo là ngựa non hao đá, cho nên là chúng nó tìm bữa cách đi đấy, thế là thôi họ chán quá thì mới bây giờ mới ra khỏi. Thì biết bây giờ vì sao mà các bố cứ lên mạng cứ bảo than vãn là tại sao chương trình VTV3 là có cái chương trình đường liền lên đỉnh Olympia đấy, là cho học sinh cấp 3 đấy, để cho học sinh cấp 3 đấy, nhưng mà nó được cái giải đấy là nó được đi Úc du học đấy. Thế đứa nào đi 4 năm, 13 đứa thì 12 đứa nó đi luôn, nó chẳng về Việt Nam. Các bác cũng không có quyền trách chúng nó, chúng ta cũng không có quyền trách chúng nó. Chúng nó cái khả năng của nó đấy. Thứ nhất là vì sao chúng ta không được trách chúng nó, lại có rất nhiều nguyên nhân. Thứ nhất, do cái sự giáo dục, do cái nền tảng giáo dục của nước ngoài như Australia chẳng hạn đấy, họ đào tạo những cái thứ rất hay, rất tốt, nhưng mà mang về Việt Nam thì áp dụng được đấy. Thì các bố này bảo là những cái này cao siêu quá, Việt Nam không áp dụng. Thế mà không áp dụng được thì mà kể cả có áp dụng vào thì đã bắt đầu đì nó, vùi dập nó. Chế độ đãi ngộ thì chẳng ra gì, 4 năm trời nó ăn học nước ngoài nó cũng tốn kém bao nhiêu thứ, nó về trả đồng lương chết đói, nó sao nó chịu được, nó còn lo gia đình bản thân nó chứ. Đấy, cho nên là việc 12, 13 đứa đi vô địch Olympia mà 12 đứa nó đi mất tiêu luôn là có lý do. Bởi vì đất nước này không trọng người tài mà chỉ trọng người nhà. Đấy, cho nên cái vấn nạn của giáo dục nó sẽ dẫn đến đào tạo ra hàng loạt những cái con người mà có cái tư duy này giống nhau, giống như robot. Họ đào tạo robot. Đấy, cho nên là chúng ta không có được quyền trách những cái bạn sinh viên, những cái bạn đó. Mệt vô cùng luôn. Cho nên là sao bộ chảy máu chất xám, chảy máu nhân tài. Nhân tài đâu đi sạch rồi. Những người tài giỏi để đi sang nước ngoài để họ phát huy được cái khả năng của họ, phát huy được cái trí tuệ, cái sự sáng tạo của họ, ra nước ngoài hết rồi. Bởi vì nước ngoài đãi ngộ tốt đấy, coi người ta là người tài đấy. Cho nên là còn Việt Nam thì không, đi luôn đấy, đi ngay. Chị em ấy, em có loại rốt nát, em có loại ngu đần, em mà giỏi em đi luôn. Ở đây không ai trọng dụng em, nhưng mà may quá em lại rốt nát các bác ạ. Đấy, em rốt nát thì em ở đây. Em có bán nước đấy các bạn, chúng nó bảo em là bán nước. Đấy, nhưng mà xin thông báo là em bán nước mắm, không bán nước Việt Nam. Bởi vì em có khả năng bán nước Việt Nam. Thôi các bác đừng có chửi dư luận viên. Ngày xưa thì em còn chửi chúng nó, nhưng thực ra bây giờ em không chửi. Bởi vì sao? Các bạn đấy chưa được tiếp cận thông tin đa chiều đấy, các bạn chưa được biết được những cái thứ đấy, hoặc là các bạn ấy chưa từng ra nước ngoài bao giờ đấy. Các bạn chưa từng ra nước ngoài bao giờ, cho nên là không nên chửi các bạn dư luận viên, kệ họ đấy. Từ từ họ sẽ hiểu đấy. Họ chửi em là phản động, phá hoại, bán nước với cả vô công dỗi nghề, lên chửi nhà nước có ngày bắt đi tù. Đấy, họ dọa dẫm các kiểu luôn, nhưng mà thôi kệ họ đi đấy. Kệ cái bạn Hồ Phương đấy, cho bạn nói thỏa con gà mái luôn. Nếu như bạn thấy tôi nói mà là không đúng đấy, thì bạn có thể là phản biện,
phản biện trên cái tinh thần xây dựng và có những lý luận, những cái kiến thức rõ ràng để mà tôi tâm phục khẩu phục, chứ không phải là cái việc bạn phản biện tôi bằng cái việc chửi chửi bậy. Đấy, chửi bậy rất là nhiều dư luận viên vào nhắn tin chửi bậy, địt con mẹ con đĩ chó, mày mà ra đường đánh chết mẹ mày, mấy cả mày vô công rồi nghề gì ta, trông chờ ngoại bang viện trợ, rồi là mày chống phá nhà nước, nói xấu đảng, nói xấu bác, mấy cái chết toi lòi ruột gì ấy. Mày có tin là mày mà ra đường mà nói thế là chúng nó đánh cho mày gãy răng nhai cháo luôn. Tổ sư cha mày nó chửi chửi liên tục luôn, nhắn tin chửi liên tục, nhưng em không chửi lại. Bởi vì sao? Những cái bạn đấy họ chưa hiểu. Đấy. Họ chưa từng đi ra nước ngoài để họ hiểu được là bên nước ngoài họ đang được sống như thế nào. Họ đang được có cái quyền làm người như thế nào. Bởi vì cái quyền con người ấy, đã là người là có cái quyền con người ấy, nó là phải được tôn trọng. Đấy. Thế nhưng mà các bạn ấy không ra nước ngoài, bạn không biết. Cho nên là người không biết là không có tội. Nên là không có việc gì các bạn ngồi để tranh cãi với cả các bạn dư luận viên. Kệ các bạn đấy, cho chửi thoải mái. Đấy. Chửi bao giờ chán mồm thôi. Bởi vì tai các bạn ấy gần miệng, nên là chửi bao nhiêu nó dội vào tai hết. Ơi em có biết gì đâu. Đấy. Đây là cho các bạn dư luận viên vào chửi tớ thỏa con gà mái luôn, chửi con đĩ, con thỏa, rồi con bán nước, rồi con mất dạy, mất nết, rồi con phò, con bớp, chửi thoải mái, đấy, chửi tẹt ra. Các bạn bao giờ hết hơi thì thôi, cho các bạn chửi thoải mái. Đấy, cứ chửi đi, chửi thoải mái, tôi cũng chẳng bờ lốc bờ liếc gì các bạn đâu. Tôi kiên nhẫn, đấy, tôi kiên nhẫn tôi để cho các bạn nhận ra được là chúng ta, cái xã hội chúng ta, cái đất nước chúng ta đang ở cái tầm nào của thế giới. Tôi muốn xã hội tốt đẹp, trong đó có bạn. Đấy. Bởi vì các bạn biết là nên nhớ thế này. Không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời. Bây giờ các bạn nhận được cái ưu đãi, đấy, cái lợi ích từ những cái của cái chế độ này mang lại. Bởi vì bạn phục vụ trong chính quyền, đấy, thì bạn phải bênh chứ. Đúng rồi, ăn cây táo, bạn phải rào cây táo. Không lẽ nào ăn cây táo rào cây sung. Đấy, cho nên là các bạn bênh đảng, bênh nhà nước là cái điều rất là dễ hiểu. Nhưng chỉ cần các bạn tiếp nhận thông tin đa chiều, đấy, các bạn đi ra nước ngoài giúp tôi, chẳng cần nói đi đâu xa, các bạn sang mẹ Bangkok, Thái Lan thôi, các bạn thấy rằng là ở bên đấy người ta như thế nào. Đất nước Thái Lan, con người Thái Lan, đấy, cái trí tuệ của họ không bao giờ bằng Việt Nam. Đấy, nhưng mà vì sao? Chúng ta vì sao mà thấp hơn họ, kém hơn họ? Các bạn đặt câu hỏi không? Các bạn đặt câu hỏi không? Đấy. Thế nhưng mà bây giờ như này, khi mà người phụ nữ Việt Nam đi ra nước ngoài ấy, đi sang Singapore ấy, mà không có vé khứ hồi là nó đéo cho đi đâu. Đấy, nó bảo sang đấy làm gái. Thế những cái người bạn dư luận viên đấy, các bạn có vợ, em gái, mẹ những người bạn gái đi ra bị chúng nó đối xử như vậy, bị chính quyền, bị bên Singapore họ phân biệt như thế, mà họ săn soi, họ bảo là chúng mày sang đây làm gái, nên là họ bắt đi vào những cái phòng cách ly. Thế tôi có mệt không? Thế tại sao tôi nói để cho xã hội tốt đẹp, để cho tiến bộ hơn? Đấy. Thế nếu mà xã hội tốt đẹp mà văn minh mà tiến bộ mà lại ấy thì là thì trong đấy có bạn được hưởng. Đúng không? Chứ có phải là tôi nói là để vùi dập bạn đâu. Thế cho nên là các bạn cứ thoải mái đi. Thỏa con gà mái, cứ chửi nhá. Không vấn đề gì. Đấy. Tôi cũng không là chửi giỏi lắm. Thế nhưng mà chửi những người không biết thì cũng không nên chửi. Đấy, còn chửi thì tôi khả năng tôi chửi hơi kinh đấy, chí phèo mà. Nên là chỉ cần các bạn có cái lòng tự tôn dân tộc, khi mà đi ra nước ngoài ấy, tôi đi ra nước ngoài đấy, khi mà nói là where you from and my answer is I'm from Vietnam, oh my goodness, they will look down. They will think, oh, okay, this lady from Vietnam, all right. Trong cái ánh nhìn của họ có cái sự phân biệt đối xử, có cái sự khinh thường rồi. Đấy. Các bạn biết sao không? Nghèo quá, nghèo thì sinh ra hèn, đơn giản thôi. Đấy, có tiền, sai khiến được mọi thứ, chúng ta có tiền, như thằng Mỹ chẳng hạn. Nó có tiền, nó giàu có, nó có tiền, nó sai khiến được cả thế giới chưa? Chúng ta phải làm vì có tiền. Thế tại sao các bạn có thể như này? À,
Chúng ta so sánh với cả đất nước Israel, một cái đất nước rất nhỏ với 6 triệu, bây giờ là 9 triệu dân, rất là nhỏ, nằm bên gần khu vực biển chết. Tài nguyên thiên nhiên không có. Đấy, tài nguyên về con người thậm chí không có. Tài nguyên về con người là sao? Là dân số đấy. Đấy, nhưng mà cái tỷ lệ dân số của họ rất ít. Đấy, đa số là họ mà 2000 năm nay họ đi tìm quê hương, họ đi tìm đất nước của họ, họ đi tìm bản quán của họ. Các bạn biết sao không? Họ vẫn kiên trì. Các bạn dư luận viên, các bạn có biết rằng là một đất nước mà sa mạc hóa như vậy mà họ có thể là nuôi cá trên sa mạc, trồng rau trên sa mạc và trồng hoa nữa. Và cái tỷ lệ mà kiếm ngoại tệ về cho đất nước của họ bằng cái việc mà xuất khẩu nông sản nó đứng gần như là thứ nhất, thứ hai thế giới. Mà tại sao đất nước Việt Nam của chúng ta 90 triệu rừng vàng biển bạc, hai cái đồng bằng là cái đồng bằng sông Hồng và đồng bằng sông Cửu Long, thổ nhưỡng tốt đấy, chúng ta ưu tiên phát triển nông nghiệp thì chúng ta không bằng họ. Chúng ta chả xuất khẩu được cái con mẹ gì ngoài một tí hồ tiêu, một tí cà phê đấy, một tí chè, mà lại cái chất lượng chè cà phê hồ tiêu của chúng ta lại chẳng bằng chất lượng chè hồ tiêu của cái thằng Trung Quốc với cả cái thằng Ấn Độ. Mà trong khi đấy, so sánh về cái tương quan, về cái lợi thế cạnh tranh của chúng ta, đất chúng ta rất là phì nhiêu, rất là ngon lành, cành đào đấy. Thế nhưng mà đa số các bố về tiến sĩ hay là mấy ông giáo sư hay là mấy ông thạc sĩ về bên nông nghiệp ấy, chủ yếu lấy cái danh chứ làm gì có cái thực chất nào đâu, đâu có biết cái đường nào đâu. Mà nông dân thì họ có biết gì. Nhưng cho nên là chúng ta không cạnh tranh nổi đấy. Thế vì sao mà cái đất nước Israel đấy, cái nôi của Israel là cái nôi của phát triển khoa học, của những cái lĩnh vực mà chinh phục đấy, công nghệ thông tin đấy chẳng hạn thế. Và rất nhiều những cái công ty khởi nghiệp của Israel, mỗi lần những cái công ty khởi nghiệp đó nó mang về hàng chục triệu. Một cái công ty mà bán ra cho Mỹ mà họ mua lại toàn là 75 triệu với cả 100 triệu đô thôi. Kinh khủng lắm. Bây giờ hiện tại ở Haifa, ở thành phố Haifa với cả thành phố Jerusalem của Israel đấy, có rất nhiều những cái công ty về công nghệ thông tin của Mỹ, như là IBM này, hay là công ty gì nhỉ? Cái gì ta, quên bà nó rồi, rất là nhiều công ty. Rồi là công ty HP này của Mỹ này, rồi là IBM này, rồi cái gì nữa ta, cái công ty gì mà quên bố đâu rồi, nhiều lắm đấy. Cái lợi thế cạnh tranh của chúng ta so với Israel nó phải vượt trội hơn rất nhiều, tài nguyên thiên nhiên, về con người rất nhiều đấy. Mà tự tại sao chúng ta không thể nào so sánh được với đất nước họ, một đất nước chết. Các bạn đọc cuốn Quốc gia khởi nghiệp, các bạn sẽ hiểu được thêm về cái đất nước và con người của Israel. Cho nên là các bạn muốn chúng ta mà dân giàu nước mạnh, Intel, đúng không? Intel, chính xác, Intel. Rồi là cái công ty gì, PayPal gì đấy, PayPal mà thanh toán ngoại tệ, thanh toán quốc tế đấy, thanh toán bằng thanh khoản quốc tế đấy, nó cũng nằm ở đó luôn. Nên là các bác biết ở đây. Tại sao Việt Nam lại như thế? Các bạn dư luận viên thử cho tôi, đặt câu hỏi cho tôi là tại sao chúng ta lại như vậy? Đấy. Tại sao mà chúng ta thống nhất được đất nước rồi, chúng ta không chia cắt như là Nam Hàn và Bắc Hàn nữa, mà tại sao đất nước chúng ta lại càng ngày càng đi xuống? Có ai hỏi không? Nhưng các bạn lại quay lại hỏi tôi là mày làm gì được cho đất nước mà mày nói chém gió như thế? Tôi nói thật với các bạn ấy, tôi chẳng làm gì được cho đất nước cả. Nhưng mà ít ra đấy, những cái việc tôi làm ấy có ích cho một số người đấy. Các bạn biết lên, các bạn lên đấy, rồi cái công ty PayPal đấy, nó có một cái trụ sở ở Israel, ở thành phố Jerusalem ấy, thủ phủ à cái thành phố thủ đô của Israel đấy. Thế cho nên là học tập đất nước Israel đấy, trọng dụng người tài, tạo điều kiện cho họ phát huy được cái khả năng sáng tạo, cái trí tuệ của họ để phục vụ đất nước. Các bố ạ, lại các bố, sau khi mà thực ra khi mà phát live stream mà nói về các cái vấn nạn xã hội này là em cũng bị các đồng chí công an bắt đầu đến bắt đầu nhắc nhở nọ kia đấy. Nhưng mà nhắc thì nhắc,
cái gì đấy, pay pan trade pay bay cái gì đấy đấy. Nên là suốt ngày tự hào về đất nước 4.000 năm văn hiến, 4.000 năm, 4.000 năm văn hiến mà chẳng được có cái bằng phát minh sáng chế nào, chẳng được có một cái gì mà phục vụ cho, thậm chí phục vụ cho cái đất nước này không có, đừng nói phục vụ nhân loại. Đấy. Cho nên là thì các bạn mà tôi chả hiểu nữa, tôi nổi nữa rồi. Thật sự là tôi bây giờ tôi khó hiểu. Ở Việt Nam cái gì cũng ngược. Các bạn biết ở Việt Nam cái gì cũng ngược đời. Ngược đời là cái thế này này. Những cái người mà làm việc tốt, những cái người mà mang lại những cái lên những tiếng nói để mà mang lại được cái thông não để cho người khác. Như bản thân tôi này, tôi cũng hay lên mạng tôi live stream, tôi được viết những cái bài viết để thông não cho mọi người. Thì bắt đầu cái việc tốt của tôi là phải không dám nói, không dám làm, bởi vì là làm cho nó bắt, công an bắt. Phải im mồm, ở đất nước này phải im mồm. Có mồm thì là như câm, có tai như điếc, có mắt như mù, im phắc. Đấy mới là công dân ngoan, công dân có ích. Đau lắm cơ. Thế còn những cái việc mà làm, nhưng mà những cái việc mà gì nhỉ, ở cái đất nước này ấy, tại sao mà cái đạo đức nó xuống cấp, đạo đức nó suy đồi? Bởi vì sao? Cái nền giáo dục chạy theo đồng tiền, coi trọng tiền bạc hơn nhân nghĩa, coi trọng tiền bạc hơn đạo đức, sống ích kỷ nhỏ nhen, chỉ biết bản thân mình, vô trách nhiệm. Đấy. Chính vì thế mà nó tạo ra một cái xã hội đạo đức nó đi xuống. Bởi vì sao? Những người vô trách nhiệm ấy thì họ nghĩ rằng thế này này, ô họ ra đường họ gặp một người phụ nữ bị một thanh niên bạo hành đánh chẳng hạn, rất nhiều đàn ông ở đấy, nhưng mà họ không bảo là không phải chuyện của họ, họ không quan tâm, không can thiệp. Đấy. Mày bị sao không? Không quan tâm, không can thiệp, không phải việc của tôi. Đấy, thế nhưng mà thế họ không nghĩ rằng là khi nào đến một thời điểm nào đấy họ cũng bị đối xử bất công, họ cũng bị đánh đập một cách vô cớ, họ cũng bị bạo hành, ai sẽ là người lên tiếng? Chúng ta thờ ơ, chúng ta vô cảm, vô tình chúng ta tiếp tay cho cái ác. Đấy. Khi mà lựa chọn giữa cái ác và cái xấu ấy, mà khi mà bạn lựa chọn sự im lặng ấy, bạn đã vô tình đứng về cái ác. Đấy. Cái ranh giới giữa cái ác và cái xấu, cái ác và cái thiện, nếu như bạn không lên tiếng, bạn đã chọn đứng về cái ác. Đau lắm. Cứ để cho bạn Hồ Phương ở đây đi, bạn ấy nghe xem tôi nói đúng không. Đấy. Tôi nói đúng thì bạn, nếu tôi nói sai câu nào, bạn hãy mang những kiến thức, hãy mang những cái thực tế, hãy mang những cái trải nghiệm của bạn ra để bạn nói lại với tôi. Bạn đối thoại và tranh luận với tôi trên tinh thần xây dựng cởi mở nha bạn Hồ Phương. Còn nếu mà bạn chỉ có chửi không ấy, chửi đồng không ấy, bạn không có đưa ra lý luận lý lẽ để mà phản biện lại tôi ấy, thì tôi sẽ không trả lời bạn. Đấy. Mấy giờ rồi? Cái live stream của em được lâu chưa bác? Em hình như khát nước, em kiếm nước uống. Ôi dồi ôi các bác ạ, mỗi lần mà em phát xong trực tiếp này là chúng nó là một lực lượng rất đông, phải đến hàng 30 đứa này, chúng nó bắt đầu chúng nó tìm mọi cách để nó chiếm dụng cái tài khoản Facebook của em. Đấy. Tranh thủ hơn cao thủ. Bây giờ là đến giờ bán nước mắm. Đấy. Nhiều người bảo với em là không nên nhập nhằng giữa cái chuyện chính trị và từ thiện. Thế nhưng mà thế này bác, các bác ạ, em đang bán nước mắm. Đấy. Bán nước mắm để kiếm tiền. Bao nhiêu cái tiền đó đấy, em đi gặp ai, những cái hoàn cảnh khó khăn cơ nhỡ cần sự giúp đỡ đó. Mỗi trường hợp em giúp đỡ là khoảng 1 triệu đồng. 1 triệu đồng đó là có, là cái tiền lãi khi bạn bán nước mắm. Đấy, cho nên là em làm được việc thiện không thể mình em làm được, mà em cần sự chung tay của những người, những như các bác có trách nhiệm. Đấy. Bởi vì sao? Chúng ta đơn giản là chúng ta may mắn hơn họ. Đấy. Nhiều người nói với em là chẳng nhẽ em lại cứ đi làm từ thiện, em cứ đi làm hoài,
cái này là trách nhiệm của nhà nước, của những người quản trị quốc gia. Nhưng mà theo quan điểm của em ấy, đợi nhà nước ấy, gọi là thế nào nhỉ, đến mùa quýt sang năm hoặc là đến Tết Congo, ngay như cái vụ lũ lụt miền Trung năm tháng 10 năm 2016, nếu mà đợi nhà nước đến ấy, dân chết con mẹ nó hết rồi. Cho nên là thôi, làm được đến đâu hay đến đấy. Đấy, cái việc thiện của em nó sẽ được nhân lên, nó sẽ được phát huy nếu như mà có cái sự hỗ trợ từ các bạn. Đấy, con nói nhiều lắm cơ. Một cái livestream nó còn phải nói nhiều lắm, có nhiều vấn nạn của Việt Nam lắm. Mà hàng ngày hàng giờ nhiều khi em chán đấy các bác ạ. Nhiều khi em muốn khóa luôn tài khoản Facebook. Em muốn đi đâu đó để mà thư giãn, để mà cái tâm của em nó tĩnh lại. Đấy. Nhưng mà tại sao em lại không ấy được? Ôi. Cái đạo đức nó xuống cấp, cái đồng tiền nó được coi trọng ngay cái việc tại cái Bắc Giang, cái tỉnh Bắc Giang có một cái bà mà người tàn tật, bà ấy chết rồi nhưng vì bà ấy còn nợ tiền quỹ đền ơn đáp nghĩa, rồi quỹ phòng chống bão lụt, rồi khuyến học, rồi là quỹ hội xuân, rồi quỹ lung tung các loại quỹ, bà nợ còn 1,7 triệu. Mà họ đành đạng, họ không cho bà ấy mượn, họ không cho người nhà bà ấy mượn xe tang, mượn kèn, mượn trống, không phát loa lên để mà cho bà chết được yên lành. Đấy. Không hiểu nổi luôn những cái con người đấy luôn. Đạo đức của họ bị chó tha hết rồi. Nghĩa tử là nghĩa tận, khi họ chết họ phải được yên lành, chứ bây giờ lại còn vì cái khoản nợ đó mà người ta đã là đối tượng. Người ta sao ta? Cái bà đó bị tàn tật, người ta đã là đối tượng được ưu tiên trong xã hội rồi, mà cái chính quyền của cái thôn đó này vẫn bắt bà ấy đóng 1,7 triệu, nợ mấy năm trời tiền các loại quỹ đấy. Đấy, lại nói vấn đề quỹ phí thuế của Việt Nam thì nó là vô địch thiên hạ luôn. Em chấp nhận đóng thuế, em đã chấp nhận đóng 1.000 loại thuế, với điều kiện thuế đó nó lại phục vụ lại lợi ích của dân, nó phục vụ lại cái nhu cầu mà đường, trường, trạm, rồi cống rãnh, ao mương, hệ thống tưới tiêu cho vùng nông thôn, rồi là chăm sóc lại sức khỏe cho người già, đấy, chế độ cho trẻ em, những trẻ mồ côi. Đấy, em không ngại khi phải làm. Ví dụ em kiếm được 10 đồng, em đóng 50 đồng, 60 đồng em chấp nhận được. Em vẫn chấp nhận. Bởi vì sao? Những cái tiền của em ấy nó sẽ đi vào phục vụ cái lợi ích của cộng đồng. Đấy, ví dụ như là xây bệnh viện, trường học, đấy, xây cầu cống, xây cầu cho trẻ em đi học qua sông, đỡ phải đi bằng bè tự chế. Đấy, nói liên thiên bát đảo, nói lung tung nhiều thứ nói. Cái huyện Krông Anna của tỉnh Quảng Trị có một cái xã miền núi đấy, trẻ em đi học bằng bè tự chế, bằng những cái phao, bằng những cái bánh xe. Đấy, cứ sáng ra là có hai vị phụ huynh bắt đầu là lội xuống nước, bắt đầu để cho các em lên cái bè đó là đẩy đi. Thế ví dụ nước xiết nó về, mưa lũ bất ngờ thế nó cuốn hết cả đám đi thì làm thế nào? Đấy, chứ không phải là em bảo là đã là công dân ở một đất nước là phải đóng thuế. Đấy, như Mỹ chẳng hạn, họ đóng thuế như này 30% cho những người độc thân. Ví dụ họ kiếm được 1.000 đô thì họ phải đóng 300 đô tiền thuế. Mà cái tiền thuế đó nó rất là rõ ràng, minh bạch, công khai, được phục vụ lại lợi ích của dân tộc đấy, của người dân đó. Ví dụ như là người già thì được khám bệnh, chữa bệnh miễn phí chẳng hạn. Rồi là phục vụ các cái hạng mục dân sinh, những cái đường xá, cầu cống, rồi là nói chung là phục vụ lại lợi ích của dân. Đấy, cho nên là bạn mặc dù bạn không có tiền nhưng mà bạn ở Mỹ là bạn không đói, bạn không chết. Thế nhưng mà Việt Nam thì khác. Đấy, bạn đi học đâu phải mất tiền đâu, bạn đi học ở Mỹ là bây giờ được miễn phí từ học. Bây giờ tóm lại là cái sự so sánh luôn khập khiễng. Bất cứ cái sự so sánh nào là luôn là khập khiễng. Đấy, thế nhưng mà đóng thuế thì em đâu có ngại đóng thuế đâu. Nhưng mà cái thuế đấy nó đi đâu? Nó làm gì? Nó phục vụ lại cái gì? Các đè ra là các đóng thuế. Mẹ, cái thuế xăng dầu nó tăng đến 8.000 đồng, thuế bảo vệ môi trường như quần què luôn đấy. Ô nhiễm, rồi là hít thở đi ra ngoài đường thì không khẩu trang và về nhà là thôi ốm luôn. Rất mệt. Cho nên là mọi thứ không minh bạch thì chúng tôi cần phải nói. Đấy. Cho nên là các bác, em nói rất đúng. Thề các bác, em nói đều có sách mách có chứng. Những cái lời nói em nói trên đây đều có sách mách có chứng. Em không nói vô căn cứ. Cho nên là các bác biết là đất nước này nó
nó quá mệt mỏi, nó quá khổ. Thế còn cái chuyện thế này nữa này, ở Thanh Hóa bắt đầu là cái chuyển đổi cái mục đích sử dụng đất. Người ta đang đất nông nghiệp, người ta đang cày cấy, người ta đang trồng hoa màu trên đấy thì cái nguồn thu nhập chính của nông dân, thì các bố bắt đầu là chuyển đổi mục đích sử dụng, bắt đầu quy hoạch vào xây khu dân cư, phân lô bán nền. Đấy, thế là bắt đầu có một hộ gia đình họ không chấp nhận cái việc mà đền bù với cả phân lô bán nền để mà họ vẫn, vì họ nói lý giải là tôi là nông dân, bây giờ tôi mất đất thì tôi làm gì? Đấy, thế là có 13 hộ gia đình nhưng mà là 14 hộ gia đình nhưng 13 hộ đã chấp nhận tiền giải đền bù giải phóng mặt bằng. Chứ còn một hộ gia đình đấy họ không chấp nhận, họ bảo là bây giờ tôi là nông dân. Tôi không gì đấy, tôi không giao đất, bởi vì tôi giao đất là tôi mất kế sinh nhai. Đúng, họ lý giải là đúng. Các bố không vận động được người ta, các bố chơi trò rất là bẩn, xây cái hệ thống kênh mương mà đi qua cái ruộng người ta nhưng mà biết bố cái đường thoát tưới tiêu vào, thế là nó ngập úng, nó ngập úng hết cái vụ chiêm xuân vừa rồi họ gieo cấy mạ, thế là ngập úng hết chết hết cả hai xem nào 2.000 m, 2.000 m là cái xào Bắc Bộ là 360, thì đây là 2.000 m, nó vào khoảng 6 xào lúa của người ta. Thế sau bắt đầu là người ta thấy thế, người ta mới đục mấy cái lỗ ra để cho nó thoát nước, thì bắt đầu là công an xã lập tức đến lập biên bản để vi phạm, xử 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 phạt vi phạm hành chính, tào lao vãi cứt. Trong cái văn bản mà xử phạt cái giao hộ gia đình đó đấy, khi mà bóng phóng viên báo pháp luật đến để mà điều tra đấy, thì bắt đầu là ông chủ tịch ủy ban nhân dân xã nói rằng là nếu như nhà gia đình nhà bà Hạnh mà không đồng ý mà nhận đền bù và đi khỏi nơi và giao đất ấy, thì cái quyền hợp pháp là vẫn bà đấy vẫn được. Đấy, thế nhưng mà mang cái văn bản của công an ra thì bắt đầu là bây giờ ông ấy lung túng, ông mất mặt, ông mới đổ cho là do là ông chủ tịch, do là ông trưởng công an xã là vì thuyên chuyển công tác về cho nên là trình độ còn non kém, cho nên là có sai phạm trong cái vấn đề mà xử phạt với cả giải phóng mặt bằng này, cho nên là ấy ấy thế thì lại bắt đầu là khi mà không không nói được, bắt đầu là quay ra đổ vạ cho ma, rồi ỉa dạ rồi đổ vạ cho ma, ỉa dạ cái công người Bắc có nghĩa là ỉa bậy ấy, ỉa bậy xong đổ cho con ma nó ỉa chứ không phải tôi ỉa. Mấy bố cho nên là nó lạm quyền, nó lộng quyền từ cái cấp cơ sở cho nên cái cấp lớn. Đấy, các bố là có quyền sinh quyền sát trong tay, muốn đè nén dân thế nào đè nén, mẹ tổ nó chứ. Dân người ta có đất thì người ta mới canh tác được, thì người ta mới mới mới, mới, mới sống được bằng đất. Mà bây giờ tự nhiên thu hồi đất người ta tiêu hẹ mẹ hết tiền rồi, xong người ta làm gì? Thì người ta không đồng ý, đã không đồng ý, các bố chưa bẩn, dã man không, tàn bạo chưa? Cho nên là cái đất nước tôi này, không biết là nó sẽ đi về đâu nữa. Bản thân tôi á, nó chán bỏ mẹ luôn. Ôi trời ơi. Cho nên là vì sao? Quyền lực không được kiểm soát, cho nên là dẫn đến tình trạng lộng quyền và lạm quyền. Cho nên vì sao mà cơ chế kiểm soát quyền lực ở những cái nước tư bản nó lại có là rõ ràng ra tam quyền phân lập. Có nghĩa là chính phủ, quốc hội đấy, và sao ta? Tam quyền phân lập đó là chính phủ, quốc hội và tòa án. Chính phủ, quốc hội và tòa án phải độc lập với nhau, vậy không bị sự kìm chế của bất cứ một cái đảng phái, một cái tổ chức nào đấy, thì nó mới không có cái tình trạng lạm quyền và lộng quyền xảy ra. Bởi vì là làm sai hả, bao che đấy, dung túng, tiếp tay, làm gì mà nó không lộng quyền lạm quyền. Cái ông tòa án thì lại được, nói chung là nói về cái hệ thống chính trị ở Việt Nam là các bác biết rồi đấy, các bác tự biết, em cũng không cần phải nói nhiều đấy. Cái cơ chế kiểm soát quyền lực của nó rất là rõ ràng. Các bác biết là đấy, ông Donald Trump ấy, khi mà ông ấy lên làm tổng thống ấy, bắt đầu ông ấy ký cái sắc lệnh là cấm công dân của cái 7 cái nước hay có khủng bố đấy vào vào Mỹ. Ông ấy vi hiến ngay, được một cái ông
thẩm phán, ông quan tòa ở cái tòa án liên bang, ông ở bang ở Seattle, bang Washington đi, Washington State ấy. Bác bỏ ngay. Đấy. Ông tưởng ông làm tổng thống ông thích làm gì làm à? Nó phải có cơ chế kiểm soát quyền lực của ông. Đấy. Khi mà tòa án liên bang đã mà bác bỏ cái sắc lệnh đó, nó lại có cái áp, có cái lệnh, có cái hiệu hiệu lực trên toàn nước Mỹ. Ông Donald Trump ông điên cuồng lên để ông ấy bắt đầu ông ấy lại ngồi ông nghĩ ra mấy cái thứ lung tung nữa. Không biết là trong này có bác nào là cuồng Donald Trump không, thế nhưng mà em thấy ông đấy theo cá nhân em, theo quan điểm của em ấy thì ông ấy à mà thôi, ăn cơm ngô nói chuyện thế giới. Các bạn dư luận viên lại vào lại chửi cho thối đầu. Tiên sư con đĩ, mày có giỏi không mà mày nói chuyện Việt Nam đi, mày đừng nói chuyện thế giới nữa. Đấy, chửi liên tục, suốt ngày nhắn tin chửi thôi. Suốt ngày vào inbox chửi. Thôi em không nói chuyện thế giới nữa, em nói chuyện Việt Nam thôi. Ai ôi. Đấy. Cho nên là cái ông mà cái gọi là cái ông tư pháp ấy, là cái ông tòa án ấy, là phải độc lập. Cho nên là thằng nào con nào mà làm sai là phải chịu cái sự chế tài của pháp luật trừng trị. Đấy. Cái thằng cha gì nhỉ? Cái thằng tư pháp ấy, là cái thằng tòa án ấy, là phải được độc lập. Đấy. Bất cứ một người nào, một cá nhân nào, một tổ chức nào, một đảng phái nào mà vi hiến, gọi là vi phạm pháp luật, mang ra cạo đầu bôi vôi, thả bè trôi sông. À, ý là em đang nói cái câu của ngày xưa thôi, chứ còn không phải là bây giờ. Chúng ta phải mang cái chế tài của pháp luật ra để trừng trị, là ông tư pháp phải độc lập. Tiếp theo đấy là ông hành pháp, là ông chính phủ. Đấy. Đấy, thế còn cái ông lập pháp là ông quốc hội. Ba ông đấy là phải phân biệt ra rõ ràng. Đấy. Tôi phải kiểm soát quyền lực của ông kiểm soát quyền lực của tôi, chứ không có chuyện mà tôi với ông nhập nhằng xong rồi do một thằng khác nó điều khiển, nó sai khiến, như này là tổ sư nó cứ. Nhưng mà tóm lại như này, mà tóm lại là bao nhiêu phút rồi các bạn? Cái cơ chế kiểm soát quyền lực Việt Nam không có. Đấy. Em lại nhắc lại thêm một cái điều lần nữa là muốn hình thành một nhà nước, trước tiên nó có bốn yếu tố. Trước tiên là yếu tố lãnh thổ, thứ hai là yếu tố cư dân, và thứ ba là yếu tố chính quyền, thứ tư là yếu tố luật pháp. Đấy. Em đã nhắc lại cái chuyện đấy. Có lãnh thổ, có cư dân đúng không? Lập bảo dập bọ. Bây giờ bầu ra chính quyền đúng không? Chính quyền bắt đầu là ban hành những cái luật luật lệ đấy, để điều hành quốc gia, và cái luật lệ đấy quay lại phục vụ cái người dân. Đấy, phục vụ người dân nha, chứ không phải phục vụ chính quyền. Đó. Và cái chính quyền đó là phải có cái sự độc lập với nhau, chứ không phải là cứ chằng chịt như là canh hẹ ấy. Rất mệt mỏi. Bất kể là một một cái gì mà lãnh đạo đất nước ấy, kể cả là bác Đảng Cộng sản, yêu cầu các bác cứ minh bạch rõ ràng quyền lực, các bác được kiểm soát, được khống chế. Đấy, các bác cứ lãnh đạo tốt thì chúng tôi bầu cho các bác. Đấy, chứ có phải là chúng tôi không bầu đâu. Nhưng mà nó không có một cái gọi là cái hệ thống chính trị mà nó tản quyền ra như thế ấy. Đấy, nó không được tập quyền như thế đấy, thì bắt đầu mới đất nước mới phát triển được, xã hội mới phát triển được. Đấy, mới có sự tạo ra sự công bằng cho xã hội. Đấy, thằng quan vi phạm pháp luật đúng không? Lôi cổ ra. Thằng dân đúng không? Lôi cổ ra. Đấy, cứ căn cứ vào hiến pháp và những cái quy chuẩn pháp luật, những cái quy phạm pháp luật mà xử thôi. Đứa nào mà dám ngo ngoe nữa đúng không? Tự nhiên bên nó xài luật rừng, nó mang luật của chúng nó ra để chúng nó. Đúng là Việt Nam là công lý ở Việt Nam là một diễn viên hài, pháp luật Việt Nam là một trò hề. Các bác có thể nói như là sau cái live stream này ấy, các bác mấy bạn dư luận viên vào thế nào report em, report với cả chửi chửi rất nhiều, dọa nạt các kiểu luôn, mà thậm chí được giấy mời của công an luôn. Đấy. Nhưng mà không, em không nói thì ai nói? Em chỉ có khả năng chém gió, em chẳng làm được con mẹ gì. Bản thân em đàn bà con gái, lại nhắc lại cái câu em hay nói, bản thân em đàn bà con gái đái không qua ngọn cỏ, em làm được cái mẹ gì? Chỉ có nói thôi. Đấy.
mệt lắm các bác ạ. Thế bao giờ cái livestream thì quá nhiều rồi, em sẽ phải dừng lại để khi nào em nói tiếp cho các bác nghe. Nhá nhá, bây giờ em vừa đói vừa mệt vừa khát nước vừa nóng, quên không mở quạt, nóng toát mồ hôi hột rồi này, nóng quá đấy. Thế là chào các bác, để em đi giải quyết các cái vấn đề ấy đó. Chém gió là gì? Chém gió là cut the wind. Luật rừng hả? Luật rừng của Việt Nam tiếng Anh có nghĩa là jungle law. Jungle law. Law là luật pháp, còn jungle là rừng rú. Đấy. Thế còn em thì chẳng phải nấu cơm đâu. Em đi ăn bụi. Hồ em ăn mì, sáng nay nấu mì trứng với cả xúc xích vẫn còn, lát mang ra ăn. Jungle, đúng rồi. Jungle law. And you know, Vietnam, we have a jungle law to apply for the citizen. But the high government officer, they are out of the law. I mean, you know, how? Ah, you know? So fucking ridiculous. The high government officer, they don't speak English. They don't know how to running. They don't know how to running the country, the nation. Oh, I think they are the monkey from the branch of the tree in the jungle. A beautiful day, they use their weapon, they use their power to fight. You know, fighting with the... Nói sao ta? Em quên bố hết rồi. Em quên hết một cái từ vựng để mà diễn tả một cái câu tiếng Anh chuẩn của em rồi. Nói chung em dốt lắm. I speak Chinese. Ni hao ma. Ni chao se ma ming chu. Rồi là gì ta? Em cũng biết tiếng Anh, tiếng Trung Quốc ấy, phải đi học tiếng Trung Quốc thôi, bởi vì là biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Biết không? Mình phải biết được đối thủ của mình nó như thế nào, nó nói gì về mình thì mình mới hiểu được nó, thì mình mới chiến đấu được nó. Cho nên các bác cứ bảo là đi học tiếng Trung Quốc thì không nên, nhưng mà em sẽ đi học tiếng Trung Quốc. Em biết được mấy câu là ni hao. Ni shen ji hao ma? Ni jiao shi ma ming zhe? Gì ta? Bo chu to Yomiya, something like that. Rồi là son thủng, chảo thủng, treo lủng lẳng. Đấy. Rồi là ôm phản, lao ra biển. Đấy. Enemy á, kẻ thù à. Sử phan ăn cơm. Bố chứ tổ là hấn hảo lá. Là hấn hảo lá. Nì chéo sử ma mình chưa. Rồi là nì sinh nạ của rân. Nì sinh nạ của rân. Đấy. Thôi nha các bác, em phải đi kiếm đồ ăn đây. Đấy. Bye bye.